Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán tất cả các dòng điện thoại anh em nhé, từ cũ đến mới. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần thì kính chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ anh em nhé. Như thường lệ, hôm nay bên em lại lên clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay thì em có iPhone này, LG, Samsung, có cả Sony anh em nhé, đủ thể loại luôn. Máy thì từ chống cháy đến đời cao anh em nhé. Anh em quan tâm những dòng máy này thì có thể đón xem chi tiết trong video. Thì cửa hàng em có địa chỉ thì ở Hà Đông, Hà Nội anh em nhé. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa thì bên em có ship code toàn quốc nha. Ship code anh em vui lòng cọc trước 1-200 tùy giá trị đơn hàng nhé. Tiền cọc sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Ship đến anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, thì cái thông tin chi tiết thì anh em có thể xem dưới phần mô tả video nhé. Em nói sơ qua vậy thôi. Vào giới thiệu luôn, đỡ mất thời gian của anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu anh em này, con này là con Oppo A16K anh em nhé. Oppo A16K, cái con này thì cấu hình cũng gọi là tương đối anh em nhé. Đây, em vào so anh em xem này. RAM 3GB này, 3+1 này, bộ nhớ trong là 32GB. Bộ nhớ trong 32GB anh em nhé. Màn con này thì khá là to, chắc khoảng 6.5-6.6. Pin hơn 4.000 anh em nhé, dùng khá là trâu. Con này thì tình trạng là màn nó hơi bị có cái vết này, chắc là do trước ép kính nhé, nó có vết này. Còn lại là full chức năng nhé, máy thì full chức năng, không lỗi lầm gì đâu. Cái này em để cho anh em giá 950.000 nhé. Cái này đúng ra là trước đã bán một lần rồi anh em nhé, bán một lần, còn khách dùng bây giờ lại lưng đời, lại để lại anh em nhé. Thì em lại bán tiếp cho anh em 950.000 nhé. 950.000. Tiếp theo thì em có con Xiaomi. Con này là con Xiaomi 3 anh em nhé. Con này thì cấu hình nó cao hơn con kia một chút. Con này đây. Đấy, con này RAM 4GB, bộ nhớ 64. RAM 4 bộ nhớ 64 anh em nhé. Màn hình thì nhỏ hơn con kia một chút, nhưng mà cấu hình nó cao hơn. Máy thì cũng là full chức năng anh em nhé, full chức năng, vỏ hơi xấu. Vỏ hơi xấu anh em nhé, màn thì đẹp này, không lỗi lầm gì, không lỗi lầm gì. Kính còn đẹp chưa xước anh em nhé. Đấy. Kính còn đẹp chưa xước. Thì cây này em để cho anh em giá 1.100.000 anh em nhé. Cây này để cho anh em giá 1.100.000. Đây. Cây này mỗi tình trạng nó hơi bóng bóng tí này, kính này. Dùng bình thường không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Anh em bật lên là dùng bình thường. 1.100.000 anh em nhé. 1.1. Rất là rẻ anh em nhé. Rồi, tiếp theo thì em có con Samsung này. Con này là con Samsung Note 10. Máy này là bản chính hãng anh em nhé, hai sim luôn. Con này thì cấu hình nó là cao rồi. Đây, để em vào cho anh em xem này. RAM 8GB này, bộ nhớ trong là 256. Đấy, cực kỳ cao luôn anh em, lưu trữ cực kỳ thoải mái anh em nhé. Máy thì cũng là full chức năng. Vân tay có trong màn hình nhé. Màn con này là 2K, cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hai sim này anh em, hai sim. Con này thì tình trạng là màn nó bị lứt kính, màn lứt kính nhá, kính hơi xước. Mặt lưng thì còn đẹp đấy. Còn lại là full chức năng. Đấy, còn lại là full chức năng anh em nhé. Con cây này thì bên em đang thanh lý giá 3.400.000 cho anh em. 3.400.000 anh em nhé. Màn thì cực kỳ đẹp, nó chỉ lứt kính thôi anh em nhé, chứ chưa bị ám ố gì cả, chưa bị mực miếc gì hết đâu anh em nhé. Đấy. Cái này thì thích hợp cho anh em cần một con máy bộ nhớ trong cao, lưu trữ nhiều ấy, thì dùng con này cực kỳ hợp lý nhé. 3.400.000, giá quá rẻ luôn anh em nhé. 3.400.000. Rồi, hôm nay thì em về thêm rất nhiều V40, lại giới thiệu cho anh em V40 anh em nhé. V40 này thì RAM 6GB, bộ nhớ 64. Con này thì chạy chip 845 anh em nhé. Màn là 6.4 inch 2K, màn độ phân giải 2K anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Pin 3300, hình thức thì 9899 anh em nhé. Giá là 2.350.000, giá rẻ hơn một chút anh em nhé, 2.350.000. Máy bán ra thì em vẫn tặng kèm cho anh em sạc cáp nhé. Còn nó ốp lưng với dán màn thì tùy máy, máy nào có em sẽ tặng, còn máy nào mà không có thì anh em vui lòng là thanh mua bên ngoài hộ em nhé. Bên em thì bảo hành 3 tháng nối 1 đổi 1 anh em nhé. Bảo hành 3 tháng nối 1 đổi 1. Ok. Rồi, tiếp theo thì em giới thiệu đến dòng
iPhone anh em nhé, iPhone hôm nay có con chọc cháy à, con thành lý giới thiệu anh em. Con này là con iPhone XS đấy anh em, XS này 64GB. Con này thì tình trạng là pin thay anh em nhé, pin còn 100%, nhưng mà pin thay không sạc cổ cáp, nó lại báo linh kiện này. Và màn này là màn GX này, màn GX dùng thì cực kỳ ngon anh em nhìn này, hiển thị rất tốt nha anh em nhé. Nhiều anh em không bảo thì có khi còn không biết màn này là màn GX đâu. Màn GX thì nó cũng khoảng 8 trên 10 so với zin rồi. Đấy. Máy thì full chức năng, Face ID đầy đủ. Face ID đều đầy đủ anh em nhé. Hình thức thì còn tương đối ở đây. Giá cái này em để cho anh em 3 triệu rưỡi nhé, 3.500.000. Đấy, cực kỳ rẻ luôn, rẻ bằng con 8 Plus thì anh em dùng con này ngon hơn nhiều anh em nhé. Cấu hình nó cao và nó cũng đẹp hơn, dùng vẫn cực kỳ mượt mà anh em nhé, 3.500.000. Tiếp theo thì em có con XS tiếp này. Con này thì máy full chức năng và là màn zin, full chức năng màn zin anh em nhé, không có lỗi lầm gì. Pin thì đã thay 100 rồi, pin con này thay sang cổ cáp thì 100. Đấy. Cái này thì em để cho anh em ra 4.800.000 nhé, 4.800.000. Hình thức còn tương đối là đẹp, tầm khoảng 98% anh em nhé. Đấy. 4.800.000. Rồi, tiếp theo là 11 quốc tế 128GB. Máy cũng là full chức năng anh em nhé, Face ID đầy đủ luôn. Con này thì đây, tình trạng em báo luôn anh em nhé, pin thay này, màn này là màn thay cảm ứng thì nó sẽ báo như này. Còn lại nó dùng bình thường anh em nhé, màn này vẫn là màn zin anh em nhé, bên zin màn zin 11 này, 128GB. Pin con này cũng còn 100% anh em nhé. Đấy. Con này thì em để cho anh em giá chỉ có 5.900.000 thôi, 5.900.000 anh em nhé, cực kỳ rẻ luôn. À, thế anh em không quan trọng hai cái dòng kia thì vẫn dùng bình thường, chả ảnh hưởng gì anh em nhé. Giá rẻ hơn đâu đó tầm khoảng 2 triệu rồi, hơn 2 triệu, à, gần 2 triệu anh em nhé, hơn triệu. 5.900.000 anh em nhé, 5.900.000. Còn anh em thích hàng chất đây, chất em cũng có này, con này cũng là 128GB, bản chính hãng VNA luôn anh em nhé. Con này thì không cần phải quảng cáo nhiều rồi, máy là zin còn nguyên áp nhé, máy nguyên áp đây, VNA này 11 này, 128GB anh em nhé. Cái này thì em để cho anh em giá 7.300.000. Anh em cần hàng chất thì anh em lấy con này, 7.300.000 anh em nhé, máy hình thức đẹp 99. 7.300.000, ok. Tiếp theo là XR này, 128GB, máy cũng là full chức năng, thu khách này, vẫn đang dán cường lực chống nhìn trộm anh em nhé. Đấy. Con này tình trạng màn hơi phản quang tí đây. Đấy. Hơi phản quang tí, dùng bình thường nói chung chả ảnh hưởng gì đâu. Để cho anh em là 5.300.000 anh em nhé, 5.300.000. Cái này pin còn 90, pin zin 90, hình thức 98, này hơi cháy tí đây. Đây hơi cháy tí nữa này. Nói chung là còn đẹp, máy màu đỏ. Đấy. 5.300.000 anh em nhé, 5.300.000. Tiếp theo là 11 Pro Max này, quốc tế 64GB. Con này thì full chức năng, không lỗi lầm gì nhé, màn đẹp, không ngả mố gì. 64GB, 11 Pro Max. Pin còn khá là cao luôn anh em nhé. Đấy, pin còn 90% anh em nhé, pin 90. Giá là 9.300.000 này nhé. Hình thức còn rất là đẹp, 9.300.000 anh em. Ok chưa? Đấy. Rồi, 9.300.000 anh em nhé. À, cuối cùng dòng iPhone thì em giới thiệu con này là 12 Pro Max, quốc tế 128GB. Anh em, 128GB này. Máy cũng là zin full chức năng, Face ID đầy đủ nhé. Pin còn 91%. Con này thì hình thức không được đẹp lắm đâu anh em nhé, tầm khoảng 97%. Nói chung là không cấn móp gì đâu, nó hơi bị xỉn tí do dùng ốp đâu. Giá thì rẻ anh em nhé, 13.300.000. Để cho anh em giá 13.300.000, cực kỳ rẻ anh em nhé. Rồi, cuối cùng đem giới thiệu dòng Sony. Sony có dòng em giới thiệu là dòng XPA5 này và 5 Mark 2 anh em nhé. Còn rất nhiều dòng Sony khác thì anh em có thể theo dõi những clip khác. Clip này thì em chỉ giới thiệu hai dòng này thôi anh em nhé, tránh để nó clip nó dài quá. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 64, chạy chip 855, màn hình là 6.1 inch, pin 3100 anh em nhé, màn đẹp không ám mố gì anh em nhìn.
màn đẹp không ám ố gì anh em nhé. Máy riêng Sony thì em bao cho anh em là zin nguyên bản, còn áp suất kháng nước đầy đủ nhé. Hình thức thì đẹp, cây này cũng phải đẹp 98% anh em nhé, rất là đẹp nhé. Giá thì đợt này rất rẻ rồi, 2,5 triệu anh em nhé, 2,5 triệu. Có mấy cây 2,4 triệu thì anh em đã bán hết rồi anh em nhé, còn toàn máy 2,5 triệu này. Đấy, có màu xanh tím tan và màu đỏ cho anh em, 2,5 triệu anh em nhé. Đây, màu đỏ cũng rất là đẹp luôn anh em nhé, màu đỏ anh em. Ok, 2,5 triệu. Trong cái tầm giá này thì em đánh giá con này rất là cao anh em nhé, dùng cực kỳ mượt mà. Đấy, cực kỳ mượt mà nha anh em nhé. Anh em nào mà biết Sony rồi thì không cần phải nói, còn anh em nào chưa biết thì có thể mua trải nghiệm. Con này dùng rất ngon nhé. Ok, tiếp theo đây em giới thiệu con này là con 5 Mark II, nó bản nâng cấp của X5 anh em nhé. Con này thì cấu hình nó cao hơn, RAM 8GB, của nhớ trong 128, chạy chip Snap 865, màn hình là 6,1 inch, vẫn là 6,1 mà có 120Hz rồi anh em nhé. Màn con này đã có 120Hz và pin nâng cấp lên là 4000. Hình thức cây này thì cũng đẹp 99 keng này. Đấy, giá là 4 triệu tròn nhé anh em nhé, cho anh em là 4 triệu tròn X5 Mark II, rất đẹp. Ok, anh em quan tâm thì có thể inbox về Zalo cho em nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào tất cả anh em nhé.